Thưa quý vị, sáng nay, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực giai đoạn 2012-2022. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, cùng các lãnh đạo chủ chốt của Đảng, nhà nước và ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức tập trung tại Hội trường Trung ương Đảng, ba truyền hình trực tiếp tới điểm cầu của một số bộ ban ngành, 63 tỉnh thành cùng các huyện xã. Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trường Trình chủ trì điểm cầu Đà Nẵng. Hội nghị nhằm đánh giá thực chất kết quả đạt được, những hạn chế yếu kém của công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực giai đoạn 2012-2022 và sau hơn một năm thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, chỉ rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm đề ra nhiệm vụ giải pháp trọng tâm về phòng chống tham nhũng tiêu cực thời gian tới. Trong 10 năm qua, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 2.700 tổ chức đảng, gần 168.000 đảng viên, trong đó có hơn 7.390 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng. Trung ương đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật hơn 170 cán bộ cấp cao diện Trung ương quản lý, trong đó có 33 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương đảng, hơn 50 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang. Riêng từ đầu nhiệm kỳ đại hội 13 của đảng đến nay đã kỷ luật 50 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó có 8 ủy viên nguyên ủy viên Trung ương Đảng, 20 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin chi tiết về hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực giai đoạn 2012-2022 trong chương trình thời sự tối nay.